Xin chào mọi người, em Thủy thanh lý cho mọi người cây bưởi Tết nha. Giá sale off, bưởi Tết hàng sale off, giá cực kỳ rẻ luôn. Đến tầm này em sale rẻ cực kỳ luôn nha các bác nhá. Một cây bưởi như thế này em Thủy bán 5 triệu đồng nhá, 5 triệu đồng cả cái chậu luôn, 5 triệu cả chậu nhá. Đến thời điểm này là còn bao nhiêu cây là sale lốt, nhà em còn khoảng chục cây thôi. Làm 500 cây mà còn chục cây là đã là đạt rồi, đạt doanh số rồi, đạt chỉ tiêu rồi. Thì đến ngày hôm nay là còn chục cây ở vườn thì sẽ sale lốt cho mọi người với cái giá rẻ sập sàn nhá. Sale lốt cho mọi người với cái giá rẻ sập sàn, là còn giá ngày đến ngày hôm nay là giá những cây này mấy hôm trước em vẫn báo là trên 7 triệu 8 triệu. Đến ngày hôm nay giá còn tụt xuống còn 5 triệu rồi. 5 triệu giá rẻ sập sàn luôn. Bác nào mà về nhà mới nhá, mình là làm sân vườn, mình trồng sân vườn ấy. Các bác mua cái này về các bác chơi chơi mấy ngày Tết, chơi xong là các bác hạ thổ xuống đất nhá. Được một cái cây một cốt như thế này rất là đẹp này. Được cả một cái cây một cốt này rất là đẹp nhá các bác nhá. Được một cái cây một cốt này hạ thổ trồng xuống dưới đất. Xong là dưỡng chăm cho cây nó khỏe, cho cây nó khỏe thì đến sang năm nữa này nó sẽ tự ra được trái tự nhiên ấy. Bưởi cam quýt là giống cực kỳ dễ đậu trái, mọi người hạ thổ xuống dưới đất nó có nhiều đất ăn, nó có nhiều dinh dưỡng. Thì nó sẽ ra quả nha mọi người. Đào một cái hố sân ở giữa sân ấy. Mọi người chơi Tết xong mọi người hạ thổ cây này xuống dưới đất nhá. Cây này hàng một cốt rất là đẹp luôn. Em thủy sale cái này còn có 5 triệu giá lên xe tại vườn nhá. Sale 5 triệu giá lên xe tại vườn, quá là đẹp luôn. Mọi người mua cái này là xác định là mình mua cái cốt cây nhá. Cái số lượng quả này nó không có nhiều đâu. Số lượng quả này nó không có nhiều đâu nhưng vẫn đủ cho mọi người chơi Tết. Số lượng quả nó không quá nhiều nhưng mà vẫn đủ cho mọi người chơi Tết nha mọi người nhá. Quả đây ạ. Đấy. Vẫn đủ cho mọi người chơi Tết mà giá chỉ có 5 triệu đồng. Được cả một cái cốt cây to như thế này. Bác nào xác định mà mình mua cái cốt cây về để mình trồng, mình hạ thổ xuống dưới đất thì mình mua cái cây này nhá. Chơi bền và lâu dài đấy ạ. 5 triệu nhá. 5 triệu đồng ạ. Ai ưng cái này chốt đơn chảnh màn hình gửi vào số điện thoại của em Thủy là 0969 162 214 cho em. 0969 162 214. Cái này thực ra nếu mà em mà vận chuyển nó đi xa, tầm này nó hơi cận Tết rồi, nếu mà vận chuyển nó đi xa thì em cũng có khách người ta cũng thích cái hàng cốt cây như này. Nhưng mà hàng này vận chuyển đi xa, tầm này không vận chuyển được ạ. Cái Thủy đây à, đúng rồi em đây. Vanh con này khoảng tầm 65-70 nhá. Vanh gốc khoảng tầm 65-70 trên cây, nó cũng chế có khoảng tầm 40 quả. 35-40 quả trên cây. Và cái hàng này em sale khoảng 5 triệu thôi. 5 triệu bởi vì nó hơi cao. Nó hơi cây ấy. Cái dáng cây nó hơi cao. 5 triệu đồng nhá. 5 triệu đồng đã lên xe tại vườn. Quá rẻ luôn các bác ơi. Cây này cũng thế này. Cây này thì rất là sai quả. Cũng giá 5 triệu thôi bằng cây kia. Cái này thì rất là sai quả nhá. Cái này thì rất là sai quả nhưng bởi vì còn ít nên em cũng bán lốt này. Đồng giá này, con này cốt cây đẹp này. Cốt hàng một cốt này. Đấy có 5 triệu thôi. Mà rất là nhiều quả nhá. Hàng một cốt mà có 5 triệu thôi. Rất là sai ảnh. Rất là sai quả nhá. Vanh con này cũng khoảng tầm vanh gốc của con này nó cũng khoảng tầm 75-70 trở lên. Cây 5 triệu cả chậu, và đúng rồi anh Ngọc Nguyễn nha, 5 triệu cả chậu giá lên xe tại vườn. Thoát thân 1 mét. Cái này là thoát thân 1 mét ạ. Cái này thoát thân 1 mét này các bác nhá. Em quay xa ra này. Đấy. Ai ưng cái này thì chốt đơn cho em nhá. Ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi vào số điện thoại của em Thủy là 0969 162 214. Cái này rất là nhiều quả mà em Thủy sale khoảng 5 triệu thôi. Đây ạ. Mà bây giờ em sale khoảng 5 triệu đồng nhá. 5 triệu đồng giá lên xe tại vườn. Tại vườn vườn bên em là em còn có chục cây thôi này, em bán nốt nhá. Nên là phải giá hơn đấy nhưng mà thôi em bán nốt giá này. 5 triệu đồng nhá. 5 triệu giá lên xe tại vườn. Ai ưng thì chốt đơn chảnh màn hình gửi vào số điện thoại em Thủy để đầu kênh. Đây ạ. Cây này cũng là cây 5 triệu này. Cây này cũng là cây 5 triệu này. Đấy. Quả của nó rất là sai nhá. Quả nó cũng rất là sai này.
5 triệu ạ. Cây này 5 triệu này. Vườn ở Văn Giang Hưng Yên nhá nhá, vườn ở Văn Giang Hưng Yên. Cây này thì nhà em ghép này, nó bên này thì đạt này, có hai vế. Thì vế bên này thì đạt này. Vế bên này thì nó bị hơi bị chốc quả. Vế bên này hơi bị chốc quả, là bác nào mua thì em phải mông thêm cho các bác thêm một chục quả nữa cũng được, nếu bác nào mua cái này nhá. Vế bên này nó hơi bị lệch quả ấy. Đây ạ. Bên này nó hơi bị thiếu quả, nếu bác nào muốn mua để chơi mấy hôm Tết thì có thể là ghép thêm. Bây giờ bọn em có thể mông thêm được một ít quả. Đấy là có thể mông thêm nhá. Còn tất cả cái hàng này là không có hàng mông đâu. Còn nếu mà bác nào yêu cầu mông thêm thì em sẽ mông thêm cho mọi người phần này. Thì là vẫn có thêm được quả về để chơi, để cho cây nó đẹp ý. Chơi được đến rằm nhá. Nếu mà thêm quả vào đây thì chơi được đến rằm. Những cái quả thêm là được đến rằm thôi nhá. Còn những cái quả ghép từ lâu này, đây là những cái chùm này, quả ghép từ lâu rồi chơi được đến tháng 3 âm nhá. Tháng 3 âm. 5 triệu cái này nhá. Cái này cũng sale là 5 triệu ạ. Ai ưng thì chốt đơn chuẩn cao khoảng tầm 3,5 4m, những cây này cao khoảng tầm 4m đấy ạ. Ai ưng thì chốt đơn chuẩn màn hình cho em nhá. Cao khoảng 4m. Còn mấy cây rẻ rẻ bán nốt mà. Đây. Cây này cũng 5 triệu này. 5 triệu ai mua cái nào thì mua thôi. Chờ em lát, đi dây không có dây điện nó lại tuột cho toẹt phát, thế là mất ăn Tết. Dây điện rất là nhiều. Đây. Đây nhá. Cao cao gần cửa sổ này. Đây là cây này cao kèo này. Chân dài thế nách luôn. Chân dài này bác nào mua về chơi mấy hôm Tết, cây này cực kỳ sai quả. Nhưng mà nó cao quá, nó lênh khênh quá. Đấy, nó cao nhá. Cây này thì cao. Xe về Hải Phòng một cây này cũng tầm 2 triệu đấy ạ. Xe về Hải Phòng. Đây là cái cây này. Nó rất là cao nhá. Nó cao, nó thoát thân cao. Bác nào mua về là chơi Tết xong là mình hạ thổ đất thì rất là đẹp. Cây này nó thoát thân rất là cao nhá. Nó rất là cao, nhìn nó rất là lênh khênh nhá. Đấy, chân dài và những bác nào mà có cái cổng cao ấy, các bác trồng ngay đầu cổng ấy thì trồng cây này rất là đẹp. Mua về chơi Tết xong mình hạ thổ mình trồng một cổng ấy thì rất là đẹp luôn. Cây nó cao mà giá có 5 triệu thôi, giá sale cực kỳ đẹp luôn. Về các bác chơi hết Tết xong các bác hạ thổ xuống đất, các bác trồng thành cây quanh năm, trồng thành cây ăn quả. Khi xuống đất thì cây nó sẽ hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng thì tự nó sẽ ra được quả nha mọi người nhá. Khi cây nó xuống đất ấy, nó sẽ tự ra được rất nhiều quả. Xe về Hải Phòng thì bao nhiêu? Xe thì về Hải Phòng 2 triệu tiền cước nhá. Xe về Hải Phòng cây này cao lắm. Những cái cây cao này là mất đi là mất tiền luật công an. Mất tiền luật rất là nhiều nhá. Đóng luật. Mất tiền luật nhá. Đấy, mất tín hiệu đấy. Đang phát live mất tín hiệu này. Cây này cũng thế này. Cây này cũng là cây 5 triệu này. 5 triệu cả chậu, đúng rồi bạn Bích Huyền ơi. 5 triệu cả chậu nhá. Cây này cực kỳ cao luôn. Cây này cao lênh khênh luôn này. Cây cao mà nó sai quả nhá. Cao mà sai quả mà có 5 triệu thôi. Giá sale đấy, giá sale cực kỳ rẻ rồi. Em cũng không có ai bán rẻ như em đâu, nói thật luôn. Đấy. 5 triệu này. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình, gửi vào số điện thoại em Thủy là 0969162214. Cái này em mà vận chuyển được vào Sài Gòn là khách của em đấy đấy, nhưng bởi vì nó cao quá nên là không đi nằm được. Nên phải để miền Bắc vào bán cho các bác miền Bắc lại phải sale rẻ. Sale lỗ luôn đấy. 5 triệu ạ. Ai ưng thì chốt đơn cho em nhá. Ưng thì chốt đơn chuẩn này, cái này 5 triệu này. Hàng 5 triệu nhà em còn nhiều, còn mấy cây thôi, nên là ai mua thì chốt đơn nhanh. Chốt đơn nhanh nha các bác nhá. Đến sang cây này đi. Sang cây này nhá. 6 triệu đi. 6 triệu này. Sang một em này đi. Gốc to thù lù chậu 1m6. Gốc to thù lù chậu 1m6 này. 6 triệu. Xếp về HT không là HT là gì, em không biết HT là gì luôn. Hôm nay là 14 rồi, mai là 15 rồi, nhanh nhỉ? Nhanh nhỉ? Chẳng mấy một nửa cái cứ mà vừa mới ngủ dậy xong bây giờ đã đến chiều, nát nó lại đến tối bây giờ rồi, xong là mai này lại đã là 15 rồi. Mai là đã là rằm rồi. Em lấy chị ơi, bạn Hải rất yêu vợ con ơi. Bạn mua hàng thì bạn nhắn tin vào số điện thoại của mình là 0969162214 giúp mình nhá. 0969162214 giúp mình ạ. Hà Tĩnh thì cuốc cao lắm bạn ơi. Ship Hà Tĩnh cây này thì cuốc cao lắm. Cây này mình bán 6 triệu, bạn ship Hà Tĩnh chắc tầm 4 triệu tiền cuốc, các bạn gọi cẩu các bạn hạ xuống nó cũng tương đương vào tầm 6 triệu tiền cây. Ngang tiền cây luôn nếu mà ship Hà Tĩnh cây này.
Thế là tính cái này khoảng tầm 4 triệu đấy, hơn 4 triệu đấy. Cây nó to mà, một mình nó một khoang. Một mình nó đi một khoang xe tải rồi. À, cước về Bắc Linh thì khoảng tầm 1 triệu nhá. Khi về Bắc Linh, cước tầm về Bắc Linh khoảng tầm 1 triệu. Khi Hà Tĩnh cao lắm nên là mình bán quanh quanh khu vực miền Bắc thôi. À, hàng rẻ rồi bán cho các bạn, các bạn ví dụ các bạn ở xa, các bạn mua cây khoảng cây bưởi khoảng 25 triệu, 30 triệu. Các bạn mua cây bưởi khoảng 30 triệu, các bạn bỏ ra 5 triệu tiền ship ấy, 6 triệu tiền ship thì nó rất là bình thường. Nhưng mà một cây bưởi giá trị của nó có 6 triệu. Mà bỏ ra 6 triệu tiền cước thì nó thì các bạn là các bạn sợ luôn. Thật. Thế nên là nó không hợp lý, là mình cũng phải bảo luôn là không hợp lý. Đây. Cây này cũng là cây 6 triệu này. Gốc to này. Về Thanh Hóa. Về Thanh Hóa thì cước nó dao động khoảng 1 triệu 8. Bây giờ còn bên mình nó hỗ trợ về Thanh Hóa nó khá là xa. Có một cái xe nó hay bốc hàng cho bên nhà mình ấy thì là nó trả hàng, nó hay trả hàng ở Hà Nội với Hưng Yên. Thì nó quay đầu thì nó là gì? Có thể nhận cước là 1 triệu rưỡi cho đến 1 triệu 8 một cây. Nên về Thanh Hóa đây là có xe quay đầu nhá. Chỉ có Thanh Hóa, chỉ có tuyến đường về Thanh Hóa mình mới có xe quay đầu nhá mọi người nhá. Thế nên là nhiều bác có bảo ui tại sao là cước về Thanh Hóa lại rẻ thế mà cước ở mình lại cao. Bảo về chỉ mình chỉ có Thanh Hóa mình mới có cước xe quay đầu. Vĩnh Khúc cộng thêm 3 tiền ship. Vĩnh Khúc thì ngay Văn Giang, 500k tiền ship thôi. Vĩnh Khúc thì ngay Văn Giang, 500k tiền ship thôi. Bạn là Nguyễn Đình Bảo ơi, bạn mua cây nào thì bạn inbox cho mình. Cây này là 6 triệu. 6 triệu ạ. Cây này là 6 triệu nhá. Cây này là 6 triệu này. Ai ưng cây này thì chốt đơn chảnh màn hình, gửi số điện thoại em Thủy là 0969162214. Cây 6 triệu quả chậu à bạn, đúng rồi bạn ơi. Cây 6 triệu quả chậu này nó gốc của nó to bằng cả một cái thùng sơn luôn nhá. Cái gốc của nó to bằng cả một cái thùng sơn này, mình lấy cái thùng sơn làm đối chiếu cho các bạn xem nhá. Cái cây 6 triệu nó gốc nó to gần bằng cái thùng sơn này luôn này. Gốc nó to gần bằng cái thùng sơn này. Chậu nó cũng to luôn này. Đây. Là cái thùng sơn bên cạnh này. Đây gốc của nó rất là to nhá. Đấy. Nó to gần bằng cái thùng sơn rồi mà cái chậu của nó là chậu này là chậu 1m6 nhá, 1m6. Chậu to, cái chậu nguyên tiền chậu của mình là 3 triệu rưỡi rồi. Tiền chậu 3 triệu rưỡi này bán là chỉ thu hồi tiền chậu mới là một tí 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 tiền phôi thôi. Còn không đủ thu hồi tiền phôi cơ. Nhưng mà đây là thanh lý cho nó rộng rộng vườn nhá. Bởi vì những cái cây bọn mình đã ghép quả rồi thì sang năm ghép lại nó sẽ không đậu nữa nhá. Những cái cây mà đã ghép quả như này rồi sang năm mà cắt quả đi để ghép lại mọi người, nó sẽ không đậu đâu nha mọi người nhá. Tỷ lệ đậu nó sẽ rất là thấp. Bởi vì cây nó vừa phải nuôi quả hẳn một thời gian dài ấy. Nó nuôi quả hẳn một thời gian dài rồi mình đến khi mình cắt nó đi nó cây nó sẽ yếu cây. Thì sang năm mình ghép nó sẽ không đậu nữa. Mà mình cứ tiếc mình giữ lại nó thì chẳng mấy mà lại chật vườn. Nên là phải thanh lý hết đi để còn làm hàng mới. Để làm hàng mới nhá mọi người nhá. Hàng này là 6 triệu thôi các bạn ơi. Tầm này mà hàng đẹp xuất sắc ấy. Hàng đẹp xuất sắc thì không còn nữa. Hàng đẹp xuất sắc thì không còn nữa. Chỉ còn là hàng vừa vừa phép phải thôi. Chỉ còn hàng vừa vừa phép phải nhá. Để em ra vườn chọn. Ok bạn Nguyễn Đình Bảo ơi qua luôn đi. Đúng rồi anh ơi, cây này có 6 triệu thôi và lên xe tại vườn 6 triệu đồng. 6 triệu, 6 Việt Nam đồng nhá, 6 triệu đồng thôi. Ui mua cây thanh lý các bạn còn hỏi là có bao nhiêu quả thật nữa. Cây thanh lý này nó cũng có khá là nhiều quả thật đấy, nhưng mà nói chung hàng thanh lý này các bạn đừng hỏi quả thật. Nó có nhiều quả ghép mà được rồi, đây là cả chùm này 4 quả này là quả thật này. Đấy, cây này cũng được chụp quả thật. Nhưng mà thôi hàng thanh lý thì mình đừng hỏi quả thật làm gì nữa, bởi vì nếu mà hàng đẹp ví dụ trên chục triệu thì mọi người hỏi quả thật nhá. Đây này. Về Yên Mỹ nếu mà anh có xe lâng hạ xuống đi xe tải thì cước nó rẻ thôi, cước nó chỉ 600-700 thôi. Còn đi xe cẩu thì cước nó cao hơn. Cây này là bể 1m6 đến 1m6 nhá. Ai mua hàng thì chủ động nhắn tin cho em vào số điện thoại của em là 0969162214. Cây này nó có trục quả thật này, bán thanh lý có 6 triệu thôi. Trục quả thật nhá. Cước về Hà Đông nói chung mà các bạn mua hàng, thiện chí mua hàng các bạn cứ nhắn tin cho mình thì mình báo cước cụ thể. Thì mình làm sao mà thuộc hết cả bản đồ của Việt Nam để mà báo cước cho các bạn được. Mình chỉ báo áng áng thôi. Thì mình cũng không làm nhà xe, không biết từ mình đi các bạn là bao nhiêu km. Cứ áng áng khoảng tầm đấy nó chênh lệch nhau một ít. Chênh lệch nhau một vài trăm. Nhưng mà bảo mình báo chính xác thì mình không báo được chính xác đâu. Đây là bọn này là 5 triệu này. Bọn này sale lại quay lại các bạn 5 triệu đi. Bây giờ tập trung bán bọn 5 triệu cho hết đi. Rồi đến bọn 6 triệu đi. Bán nốt ngày 15-16 nhá. Bán nốt 2 ngày 15-16 là 20. Cái này này 5 triệu này.
5 triệu hàng một cốt dáng trực này, 5 triệu đồng ạ. Ai ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi vào số điện thoại em Thủy là 0969 162 214 cho em. 0969 162 214 ạ. Cái này 5 triệu đồng ạ. Rất là đẹp, rất là sai quả. Cái này 5 triệu rất là sai quả nhé mọi người nhá. Mà hàng một cốt dáng trực nó thẳng tắp tầm tập luôn. Các bác là cây này thì hơi lênh khênh, nó thật là cây này nó hơi lênh khênh, hơi cao. Thì cây này mọi người xác định là mua về chơi Tết, chơi hết Tết xong mọi người hạ thổ sụp nó xuống đất nhá. Để khi nó gặp đất thì nó sẽ phát triển được cây nó tốt cả chậu. Cây này là cây cao, cây tương đối là cao đấy. Nên là mua cây này về là mọi người hạ thổ, chơi hết Tết xong mọi người hạ thổ nó xuống dưới đất trồng một cổng ấy. Nó xuống đất thì nó rất là khỏe, nó sẽ tự ra quả tự nhiên. Từ sang năm mọi người không phải mua bưởi đâu. Thế mà cây này mọi người hạ thổ xuống dưới đất là từ sang năm mọi người không phải mua bưởi đâu. Trồng một cây này ở cổng luôn, nó sẽ